Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay là mình đang làm cỏ cho cây cà. Và tiền thể là mình quay video lại, review lại cho các bạn xem. Cây cà mà mình trồng ở đây thì sau bao nhiêu ngày mình trồng và mình gieo hạt thì nó đã nảy mầm lên rồi. Và thực sự là hôm qua là cỏ tùm như thế này các bạn, mà mình đã làm cỏ ra như thế này. Bên này là cỏ. Bên đây là cây cà tím quả dài thì nó phát triển như thế này, còn đây là cà xanh đấy thì nó đã nảy mầm lên được như thế này rồi. Và thực sự với các bạn là cỏ dại mọc còn tốt hơn là cả cây cà nữa. Đây các bạn này, đây trong này là toàn là cỏ dại mọc đấy. Bây giờ mình phải làm cỏ đấy. Đây là cây cà đấy các bạn. Đây. Đấy, bây giờ là mình phải làm cỏ ra các bạn nhá. Mình phải làm cỏ ra và mình phải chăm sóc tốt thì nó mới phát triển tốt được. Nếu như mình trồng mà mình làm biếng làm cỏ thì nó tùm như thế này thì nó sẽ không bao giờ nó phát triển được. Mình thì bận nhiều công việc quá nên là không có thời gian để chăm sóc từng ly từng tí, nên là nó cỏ dại nó mọc nó phát triển mạnh hơn so với là cây cà. Hãy review lại cho các bạn xem đấy. Thì các bạn để ý xem là mình từ là khi mình trồng nó cỏ dại mọc như thế này và bây giờ mình sẽ chăm sóc và sau một thời gian thì kết quả của nó như thế nào nhá. Ở bên này nữa. Bên này cây đậu bắp cũng thế các bạn này. Cái đậu bắp mà mình trồng ở đây thì nó cũng cỏ dại nó mọc và mình đã còn làm cỏ cho nó. Bên này là cây cà chua các bạn này, cây cà chua. Bên kia là cà rốt, bên kia nữa là cây đậu, rồi là rau tía tô và nhiều loại rau khác. Thế bây giờ mình phải cải thiện lại, mình làm cỏ lại để cho cây của nó phát triển. Đây cái cà đây các bạn nhá. Hôm sau mình sẽ quay video review lại cho các bạn xem nhá. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này.